Mang em không chân vui. Thì em đang có mặt ở cầu Ba Thá. Hiện tại ngày hôm nay em đang đi thi công hai phòng hát ở đây. Đại ca Dũng xem nào, gạt nước mưa đi, mờ nhòe quá. Nước mưa mòn rồi sao ấy? À, sạch luôn. Bọn em đang đi thi công hai công trình phòng hát ở đây. Bác đặt ở từ gần Tết và bây giờ mới xong nội thất. Đây là hôm nay là cùng với hai chuyên gia đi thi công phòng hát này. Và đặc biệt có một chuyên gia, đó là chuyên gia không bản. Rồi, đến đấy hạ đồ em quay clip các bác cùng xem nhá. Đại ca Dũng thì ngoài sao man thì các bác cũng biết rồi, nhưng ngoài ra thì gia đình có truyền thống sản xuất muối hột. Là đây nhá. Trên xe đang đèo hai chuyên gia rất là cao cấp, trên xe nó lao đâm đổ đâm khổ đây chết. Bây giờ đến rồi đây, hiện tại em đang đã đến công trình rồi đây. Xúc kép đỡ đỡ mấy anh em đỡ đi. Đỡ đỡ xuống là phải xuống này vướng 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 tay đấy. Đẩy Edison mix vàng loa xúc kép. Hiện tại đội nội thất này làm khá chuyên nghiệp. Và bên em vừa làm xong thì bên em xuống. Đấy, nếu như mà các bác xem clip này thì lắp âm thanh bên em thì các bác cứ hoàn thành xong hết nội thất. Hoàn thành xong hết nội thất như này, bàn ghế cửa giả vào đầy đủ. Đấy thì lúc đó bọn em xuống thi công một phát là xong luôn. Chứ còn nhiều bác cứ vội nên là nội thất vẫn còn nham nhở, nhưng đã gọi âm thanh đến thì lúc đó làm dẫm chân lên nhau nó rất là mất thời gian. Nên là bác này bác đã rút kinh nghiệm, nên là bác ấy làm xong nội thất bác mới gọi em xuống. Đó, như này làm chỉ cần một buổi chiều, một buổi là xong. Đấy, đi vào hoạt động luôn, đỡ phải đợi chờ nhau. Bên cửa này vào được không nào? Căng không? Cố vạn của A do được, ok. Đây là tim 10. Ốc 10. Khi mà mọi thứ xong thì thi công rất nhanh. Em sẽ làm dây, còn anh em sẽ ráp tủ. Chiếc loa quá đẹp. Hiện tại tủ máy phòng này đã xong. Chuẩn nha. Ok, hiện tại anh em đã lên loa xong. Đi ăn trưa xong về xét này, xét luôn. Cô ăn nấu cơm. Ok, mọi thứ đã xong và bây giờ anh em vừa dọn dẹp
quét dọn sàn sạch sẽ. Và bây giờ sẽ bắt đầu ráp vào và bắt đầu setup. Sử dụng hai đôi loa và một xúc ép. Vang mật chưa? Ta lại cho cái tiếng đấy từ từ. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần ta. Hai loa cuối được chưa? Tao chưa chốt hay sao mà sao vẫn xoay được à? Ê, tí thì chốt chắc lại nhé. Rồi tí bay mới khói, giờ khói xét sao được. Các công trình bên em thì đều sử dụng mic Ericsson hết. Mic Ericsson. Đây là một trong những dòng mic mà bên em đánh giá rất là cao mà giá rất là bình dân, để nó có thể xử lý được chất âm trong phòng hát. Chất âm của dòng mic này rất là sang chảnh. Rất là sang chảnh và tiếng rất là dày. Tiếng dày lên khi vào phòng hát thì nó sẽ xử lý được hú rất là tốt. Và đặc biệt là tiếng mic nó rất là có gì đó, nó rất là không quá sáng nhưng mà cũng không quá tối, mà tiếng nó có một gì đó nó rất là sang chảnh mà lại rất rẻ. Hơi bí đúng không? Bí. Ông có thấy hơi bí không?
5, 6, 7, 2, 2, 2. Cảm giác nó vẫn chưa được thoát mic. 5, 6, 7, 2, 2, 2, 1, 2. Thử cho sáng tiếng lên một tí nữa xem nào. 5, 6, 7, 2. Một tiếng mic thì nó hội tụ đầu tiên là cái tiếng tiếng mic nó phải tròn vành rõ chữ. Và nó alo nó phải đủ cảm giác đủ dài á. Tức là giải bát, ồm ồm nó phải thể hiện được những giọng nam mà ồm ồm thì nó phải thể hiện được tốt. Thứ hai là những giọng cao, the thé thì nó cũng phải thể hiện tốt. Sau đó hòa quyện cùng với effect để tạo ra tiếng mic nhẹ. Dành cho những người mà hát hay hay hát dở thì cái effect đấy nó làm nhiệm vụ là làm lấp đi những khoảng trống cho những người hát không hay trở lên hay. Đó, và cái tiếng mic nó phải thật giọng để cho nó thể hiện được giọng nam, giọng nữ nó phải thể hiện được rõ ràng. 5, 6, 7, 2, 2. Đã khá hơn một chút rồi, tiếng sáng hơn một chút rồi, tiếng thật giọng hơn. Thường thì bọn em set này là set theo ý chủ. Và hiện tại bây giờ Đại ca Dũng thì đang set theo ý của em. Đấy, nên là với giọng Đại ca Dũng thì thấy ok rồi. Nhưng mà với giọng của em thì vẫn chưa thấy ổn lắm. Tiếng mic nó cần sáng thêm một tí nữa để cái tiếng mic nó trở lên trong trẻo hơn. Và sau đó kết hợp với effect nữa là ok. 5, 6, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nhưng mà hình như là lại cắt bớt giải bát rồi đúng không? Không. À, tôi thấy tiếng mic lúc vừa lẫy thì cái giải thấp ấy thì nó thể hiện tốt. Thể hiện được cái giọng ôm ôm tốt, bây giờ nó lại thanh lên sao ấy? 5, 6, 7, 2, 2, 2, 2. 4, 4, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 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 2
một hai nước nữa xem nào. 5, 6, 7, 2, 2, 2. Đấy, ok, mic như này được gọi là nhẹ này. 5, 6, 7, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 5, 6, 7. Đưa em về xứ chiếc xe nắng dầu dài. Ok đấy. Lần 1, 2, 5, 6, 7, 2. Ok rồi. Bản thân em thì không biết hát karaoke đâu. Nhưng mà thử tiếng mic thôi. Nhưng mà cũng không biết rằng là có đúng hay sai. Thì không biết rằng các bác xem clip này mà qua cái phần mà em với đại ca Dũng kết hợp với nhau để chỉnh tiếng mic này, thì các bác thấy có hợp lý hay không thì cho em một cái comment nhé. 5, 6, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Đại ca Dũng đi thử một vòng thử hú phát xem nào. 1, 2, 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 2
có ai mấy khi vào đây được người ta giơ lên người ta như vậy cả. Cái này nó nằm vào cái hiệu ứng cắt đi một tí là được. Ok. Đảm bảo hết. Thế là ok rồi đấy. Xong rồi chốt lại đi. Xong rồi. Okay, okay. Em các bác sang phòng bên cạnh xem. Đây là phòng ra xa một ngày như năm vừa đêm lá bạc rơi rơi trên đường mòn khi chẳng thấy thơ đâu cũng sẽ dài một mắt cây xa vài ngày như có ok, tiếng mic vừa xong. Bây giờ sẽ là một bản DJ các bác cùng trải nghiệm. Hết cỡ nhá.
gì không đây? Alo, alo, gửi được rồi. Alo, 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 alo. Alo, alo. Biết nhà không? Mình nhẹ không? Tiếp đi ạ. Nhà sướng không? Sướng. Mang em trên trên đèo. Từng bước ta bay đi xuống những cung đường nhân dài. Một lần đi lọt tầm xa anh đến. Hai cô hay hát hay mà. Phòng thứ hai, phòng thứ nhất em đã hoàn thành xong. Và hiện tại thì bác chủ đang hát và khen nức nở. Không nghĩ rằng mic lại hay như vậy. Tại vì ở đây đa phần mọi người dùng đồ bãi và đồ loa nằm. Và bây giờ anh em tiếp tục set up phòng thứ hai. Cứ nghiên cứu cho mình cả xem đồ. Vâng, chờ em tí. Đây là phòng thứ hai các bạn. Tiếng súp đánh khá là phê. We had a time on the highway.
hay. Đó là thử lên tí xong bay tí xem nào. Bên em nó hoàn thành xong công trình và bây giờ là quá trình test lốt đồ. Rồi, ở bên em đã hoàn thiện xong phòng hát. Bây giờ là test lại phòng 2. Đây là một bản DJ. Rồi, hết cỡ chưa chúng em? Hết cỡ chưa? Năm sáu bảy hai ba bốn năm sáu bảy hai. Hiệu ứng echo vừa phải, mic rõ ràng trong trẻo. Ericsson H8. Đây là một dòng mic khá là cao cấp của bên em. Trong một thời gian nữa thì bên em sẽ về một mẫu Ericsson nữa, cao cấp hơn của mẫu này nữa. Đó. Bây giờ sẽ lắp lốt hai mic vào để thử kiểm tra hú và cộng hưởng khi hai mic cùng lên. Tại vì cái vấn đề khi một mic lên thì không sao, nhưng mà hai mic lên nó sẽ bị cộng hưởng. Nên là cái việc này cũng là việc mà xử lý khá khó. Ok, thử đi xem. Lên ngày xưa ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vương vấn vương bên đời yêu dối dối một người vẫn lòng dấu trời mênh mông anh nhớ ơi. Ok, bên em hôm nay đã kết thúc xong sớm công trình bởi vì là đội nội thất làm khá là nhanh nên là bên em xong sớm được, chứ bình thường giờ này toàn tối om mới về.